Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như thường lệ thì em đang có mặt tại xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ là 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức. Như các bạn đã thấy thì kế bên em đây là một trong những dòng xe đang hot nhất thị trường hiện nay ha, đó là dòng Vario 125 phân khối ha. Xe bên em được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về ha. Bên em sẽ có giấy tờ đăng kiểm đầy đủ cho mình kèm theo xe luôn, nên anh chị mua xe bên em thì cứ an tâm về phần giấy tờ và thủ tục bên em. Đầu tiên là đối với dòng xe này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt ha. Tiêu chuẩn thì hiện tại đối với nó là vẫn đang sử dụng là khóa chì, còn cái phiên bản đặc biệt là sử dụng khóa Smart Key ha. Đây là một trong số những cái màu xe mà bên em đã lên sẵn màu 3D ha, mới vừa lên ngày hôm qua luôn á anh chị. Rồi, đối với lại là dòng Vario này á thì là bên em sẽ có hai giá. Giá của phiên bản tiêu chuẩn chỉ có 38 củ thôi, còn khóa Smart Key là 41 củ. Còn đối với những con mà lên sẵn 3D như thế này, cộng giúp em thêm 2 củ rưỡi vô nữa ha. Giá em báo cho mình là giá chưa bao gồm biển số nha anh chị. Anh chị hiện tại đang có nhu cầu mua xe, mình muốn đăng ký biển số ở đâu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nha. Em sẽ để số điện thoại của em ở bên dưới cho mình nha. Kèm theo đó thì bên em sẽ hỗ trợ chương trình trả góp dành cho anh chị ha. Đối với dòng xe này chỉ cần trả trước cho bên em tập khoảng 3 triệu thôi là đã có thể lên ngay hồ sơ rồi. Hồ sơ và thủ tục bên em cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần mỗi căn cước công dân thôi, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 15 cho tới 20 phút thôi là mình đã có thể nhận xe rồi ha. Về chương trình quà tặng thì bên em đang có là nón bảo hiểm, móc khóa, áo mưa, túi vải, hai bình nhớt miễn phí, kèm theo đó là một vòng quay may mắn ha. Vòng quay may mắn của bên em thì nó sẽ có quạt hơi nước, chảo chống dính, nói chung là cứ quay là trúng anh chị ạ. Hãy liên hệ em qua số điện thoại và em để dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.